vừa bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù vì liên quan tới sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn Sadeco hồi tháng 6 năm 2022 tới ngày 10 tháng 10 năm 2022. Ông Tất Thành Cang lại tiếp tục hầu tòa trong một vụ án khác. Sáng 10 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và 9 đồng phạm liên quan đến sai phạm chuyển nhượng 32 ha đất dự án Phước Kiển huyện Nhà Bè và dự án khu dân cư ven sông quận 7. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự, khung hình phạt 10 đến 20 năm tù. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 do thẩm phán Phạm Lương Toản, chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tòa. Để phục vụ cho việc xét xử, tòa triệu tập Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai và 6 cá nhân tổ chức khác với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, tòa triệu tập các giám định viên thuộc Sở Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính đến tòa. Theo cáo trạng, Công ty Tân Thuận có 100% vốn nhà nước là chủ đầu tư hai dự án Phước Kiển và khu dân cư ven sông. Năm 2017, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng 32 ha đất dự án Phước Kiển giá 1,29 triệu đồng một mét vuông, gây thiệt hại của nhà nước hơn 202 tỷ đồng, chuyển nhượng dự án khu 4 khu dân cư ven sông cho Công ty Quốc cường Gia Lai, gây thiệt hại của nhà nước hơn 532 tỷ đồng. Quá trình chuyển nhượng hai dự án, các bị cáo Tất Thành Cang, Trần Công Thiện và các đồng phạm đã thực hiện các thủ tục trái quy định của pháp luật, không thẩm định giá, đấu giá, gây tổng thiệt hại hơn 735 tỷ đồng. Cáo trạng nhận định bị cáo Trần Công Thiện có vai trò chủ mưu xuyên suốt. Với vai trò Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5 tháng 2 năm 2016 đến ngày 7 tháng 1 năm 2019, bị cáo Tất Thành Cang có bút phê đồng ý vào tờ trình số 1206 ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Văn phòng Thành ủy về việc xin chủ trương cho Công ty Tân Thuận chuyển nhượng dự án khu dân cư Phước Kiển mà không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy quyết định. Trong vụ án Tất Thành Cang và 9 bị cáo bán rẻ dự án, ngày 23 tháng 11 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 6171 chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư ven sông cho Công ty Quốc cường Gia Lai. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tách nhóm hành vi liên quan trách nhiệm các cá nhân có liên quan đến việc ban hành quyết định 6171. Trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Dư Loan, Tổng giám đốc Công ty Quốc cường Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý trách nhiệm sau.